Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Phi Audio. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu thêm cho các bác một cái bản mạch Lossup. Thì bản mạch này các bác có thể xem và tham khảo, có thể về để đóng thùng cho mình một cái thiết bị Lossup để nghe, cũng như là các bác cần thì để có thể tham khảo về cho cái chiếc Lossup ở nhà đang có mà chưa có bản mạch. Thì đây là cái mạch Lossup, và ở ngoài sau các bác có thể thấy được một cái nguồn xuyến. Thì cái nguồn xuyến này sử dụng bốn sò và cái con tụ của Toshiba. Đây, tụ này. Đấy, và mặt sau thì giờ đây các bác có thể nhìn thấy được những cái mạch và bo như thế này, nhìn cũng rất là chất. Và ở mặt trước thì đây là cái mặt trước của cái thiết cái mặt loa này. Thì về cái kích thước thì đây là một cái hình vuông, đo một cạnh thôi. Đấy, thì kích thước sẽ tầm khoảng là 27 cm. Đấy, cỡ 27 cm. Này, nguồn thì các bác có thể cắm sử dụng trực tiếp, đó là nguồn 220. Đây, trên mặt đây có ghi, có cái thông số sẵn ở đây, mạch 220. Thì đối với cái mặt như thế này thì sẽ đi kèm là một cái dây nguồn để cho các bác về cắm vào là sử dụng thôi. Thì các bác cắm chặt vào, và một cái nút nút nguồn bật on up. Còn về phía ở bên đây, thì các bác có thể thấy được ở đây có các cái cổng để cho các bác có thể kết nối. Các bác có thể lấy để cắm dây hai đầu AV để lấy cái nguồn vào. Đây, có thể cắm bằng dây loa đều được. Đấy, tùy theo các bác muốn sử dụng và cắm như thế nào của cái bộ dàn của các bác thì sử dụng thôi. Có thể cắm cổng AV cũng như là cắm về cái dây loa đều được. Và ở đây sẽ có những cái núm để cho các bé có thể tăng chỉnh. Ở đây các bé có thể thấy được là đây, để em cho các bé xem cận. Thì đây cái bên đây thì sẽ có cái núm để cho các bé tăng giảm tần số từ 50Hz cho đến 150Hz, và núm volume tổng của cái thiết bị Lossup này. Và cái nút phay thì cái nút phay là chế độ pha để cho các bác có thể kết hợp với cái loa chính mà các bác đang sử dụng. Đấy, để cho nó hay hơn. Đây, 180 độ. Đây, còn về cái mặt như thế này thì để mà biết được cái âm thanh của nó thì khi các bác sử dụng nó có hay và nó có như các bác đang cần. Đấy, thì để cho biết được thì các em cũng sẽ test với cái thiết bị lo bass ở bên đây để cho âm thanh, để cho các bác có thể nghe, cảm nhận thôi. Thì bây giờ em sẽ kết nối. Thì đối với cái cách kết nối thì các bác có thể kết nối bằng cổng AV nè, bằng dây loa nè. Đấy, thì bây giờ em sẽ kết nối và test âm thanh cho các bác nghe. Đây, về cái kết nối em cũng đã vừa kết nối xong. Em sẽ bật nguồn lên. Và em và cái mạch này á, thì đối với các bác sử dụng thì các bác cũng không cần phải sử dụng mạch phân tần, tại vì cái mạch Lossup này nó đã tích hợp sẵn rồi, là các bác có thể yên tâm. Các bác chỉ cần sử dụng cái mạch này, chỉ cần về đóng thùng thôi là sử dụng, không có cần phải làm gì thêm. Thì bây giờ em sẽ bật nhạc lên để cho các bác có thể cảm nhận được cái chất âm, không phải chất âm nữa mà là cái rung chuyển của cái phần sub này. Đây, sẽ tăng volume lên. Đây, em sẽ tăng volume lên. Thì các bé có thể vừa có thể là cảm nhận được cái
mạch loa khi mà sử dụng qua cái loa khi sử dụng qua cái mạch loa sub như thế này, thì về cái tiếng sub nó cũng rất là mạnh. Các bác có thể thấy được về cái sự rung chuyển của cái màng loa này. Thì đối với cái mạch sub như thế này thì một giá một mạch sẽ là 1.150.000 đấy, thì sẽ đi kèm đó là một sợi dây nguồn để cho các bác có về cắm là có thể sử dụng được. Thì số điện thoại của em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.